đá phong thủy LNG. Xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì cái chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay, thì trước mặt chúng ta đây quý vị thấy những cái viên đá nó không có được đẹp đúng không ạ? Vâng, thì đây là những cái viên tinh thể thạch anh của Mỹ ha quý vị ha. Những cái đất cát trên này đều là đất cát của Mỹ. Và dòng đá này nó có cái tên gọi là Hikimer hay còn gọi là Diamond World. Thì chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng về cái độ trong của nó. Bởi vì những cái viên này nó có thành phần carbon đen bên trong và lẫn cả rạn nữa, nên thành ra chúng ta khó để mà có thể hình dung được cái đẹp của nó khi mà chúng ta nhìn trực tiếp ha quý vị ha. Còn phía dưới đây là chúng ta có một số dòng thạch anh của Việt Nam chúng ta. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua những cái viên đá tuyệt vời này nhé. Kênh Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG, sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Thì như trước mắt chúng ta đây quý vị có thể thấy một số lượng khá là khủng về cái hàng Hikimer thôi quý vị ha. Và trước mắt chúng ta có Hikimer hàng trắng trong và kể cả những cái hàng dạng khối và dạng vàng nữa quý vị ha. Và quý vị xem đây, đây là một cái mảnh vỡ của cái tinh thể Hikimer. Thì với những cái con đá trước mặt chúng ta đây, những viên đá, những viên tinh thể trước mặt chúng ta đây, nó thuần chất thiên nhiên luôn. Tức là trong thiên nhiên tạo hóa, thiên nhiên đã tạo hóa như thế nào thì những cái viên đá đó bây giờ nó đang hiện diện trước mặt chúng ta, hoàn toàn là chưa có bàn tay con người nhúng vào, chạm tác hay là chạm gì vào ha. Thì đối với những fan mà người ta yêu thích và đam mê những cái viên tinh thể Hikimer này thì có thể ghé LNG để chọn lựa cho mình những cái bé tinh thể Hikimer cực kỳ đẹp và cực kỳ chất để chúng ta sưu tầm ha. Và bây giờ thì như quý vị thấy đây, Hikimer là một dạng tinh thể thạch anh mà quý vị có thể thấy là độ trong của nó và độ tinh khiết của nó khá cao. Nên thành ra khi mà mày ra một viên đá trắng bằng Hikimer nó cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời luôn. Thậm chí là kể cả hàng Hikimer hàng khối ha quý vị ha. Ở đây quý vị có thể thấy chúng ta có những cái viên Hikimer hàng khối Diamond World ha. Nói Diamond World để nghe cho nó thú vị. Và cả những viên mà nó có biến thể và cấu trúc bên trong là quý vị nè, nhìn nè. Đó. Nó có những cái cấu trúc bên trong và nó không tạo linh như Việt Nam của chúng ta ha. Nhưng mà những viên này quý vị có thể thấy là độ tinh khiết thì khỏi chê luôn ha. Tản sắc đồ này nọ các kiểu rất là tuyệt vời. À, cái viên này ở đây đúng không? Đây. Đây là một viên tinh thể còn nguyên chấp cạnh. Đó, Diamond World. Quá đẹp luôn quý vị ạ. À, quý vị có thể thấy tảng sắc phía trên này nè ha. Đấy. Một viên này thì bên này nó dạng trắng nè, nhưng mà bên này thì nó dạng khối ha quý vị ha. Và độ trong và độ tinh khiết của nó thì quý vị có thể thấy đây. Đó. Hàng của mình thì khi mà phóng to lên, zoom to lên quý vị có thể thấy là còn nguyên chóp cạnh ha, hàng khá là đẹp luôn. Đó. Nó như một cái hình, một bức tranh vẽ vậy. Sắc cạnh thì rất là sắc bén ha. Đó. Cái này là do thiên nhiên tạo nên ha quý vị ha, chứ chúng ta không có chạm gì vào hết. Bên cái fan mà chúng ta cuồn về cái tinh thể Hikimer này thì chắc hẳn quý vị cũng thấy là những cái viên to như thế này và những cái viên mà trong và đẹp như thế này có rất là nhiều cái mà để mà chúng ta nhìn ngắm ha. Đây một bé tí tí mọc trên ha, mọc trên cái bé to. Đấy. Vâng, rất là nhiều ha. Thì ở cái video này em muốn chia sẻ với quý vị là cái hàng Hikimer này có hai dạng. Một dạng là cho các bạn trẻ hay là các anh chị mà chúng ta muốn sưu tầm cho mình những cái viên đá thuần thiên nhiên ha. Thuần thiên nhiên, không có bàn tay con người chạm vào, chế tác hay mài tạc gì cả. Và những cái viên đá trong như thế này, chứ không phải như là những cái viên đá xanh của chúng ta, đá xây nhà, đá bi ha quý vị ha. Đó, những viên đá trong như nước đá này để mà chúng ta có thể
trưng bày hay là để xe ô tô hay là để trong phòng làm việc hay là phòng ngủ ha, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cái nét đẹp của nó và cái sự trong của nó, để có thể nhìn thấy được cái quá trình hình thành của nó trong môi trường thiên nhiên và tự nhiên. Còn đâu thì còn phần còn lại thì L&G sẽ đưa vào chế tác. Tại vì những cái viên như thế này mà chúng ta kéo bóng với cái độ bóng cao, nó sẽ cho ra ánh sắc đa sắc, nó sẽ cho ra những cái ánh lửa đa sắc rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn, đẹp nhức nách. Thì quý vị thích thì chúng ta sẽ đến với nhau ha. Những cái viên đá khá là đẹp luôn. Cái này mà fan mà đam mê tinh thể, yêu thích tinh thể thì thôi rồi, không còn gì để chơi luôn ha. Nguyên một khoảng trong to. Những cái giác này nè, nó sẽ tạo cho chúng ta những cái hiệu ứng, quý vị có thể thấy không? Đó. Thì chúng ta đang nói về cái dòng tinh thể Diamond World hay còn gọi là Hikimer, thì nó là dòng tinh thể của nước ngoài. Còn riêng về Việt Nam chúng ta thì như thế nào ? Việt Nam chúng ta thì quý vị cũng có thể thấy là những cái cây thạch anh với cái độ trong cũng khá là ok ha. Nhưng mà giữa hai cái độ trong thì quý vị có thể thấy là hàng nào bắt mắt hơn thì chắc có thể là với cặp mắt quý vị cũng có thể là so sánh được ha. Hoàn toàn là khác nhau. Nên thành ra khi mà lấy hai cái viên này làm phôi mài ra, hai viên đá cũng hoàn toàn là khác nhau ha quý vị ha. Rất là thú vị. Rồi thì đây là cái bên em ha. Thì quý vị nào mà chúng ta có niềm đam mê về tinh thể, thích giao lưu về tinh thể hay Hikimer này thì có việc ghé L&G ha, để mà chơi những con tinh thể tuyệt vời. Rồi thì L&G xin chào quý vị ạ. Chúng ta có thể mang theo cái này để mà liên hệ kết bạn với Zalo số điện thoại này ha, để có thể là theo dõi những cái video mà em ra, em thường hay up bên Zalo để cho mọi người theo dõi ha. Rồi thì L&G xin chào và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng L&G ạ.